đường lên đỉnh Phan Xi Păng vô cùng quyến rũ và đẹp mắt. Phía sau ngọn núi này là đỉnh núi Phan Xi Păng. Trên đỉnh nó là mặt trời tuyệt vời của chúng ta, nguồn năng lượng vô tận của chúng ta. Và trước mắt tôi là một người bạn tuyệt vời, một chiến binh. Và anh ta đã đứng, và anh ta đã leo, và anh ta đã chinh phục. Và đây là một người doanh nhân, một người tuyệt vời, một người bạn. Xin chào anh Ngọc Anh. Vâng, chào các bạn nha. Hôm nay thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ với các bạn. Hiện tại thì Ngọc Anh đang đứng ở đỉnh núi nha. Và đang đứng ở đỉnh núi sắp tới Phan Xi Păng nha. Thì hiện tại đoàn chúng tôi đang leo từ lúc 8 giờ sáng. Thời điểm này đang là thời điểm gần đến nơi. Bên sau đỉnh núi này các bạn thấy không? Sau đỉnh núi này nha. Sau đỉnh núi này sẽ là đỉnh Phan Xi Păng. Đó nha. Và trên xa trên đó nha, là bầu trời. Các bạn có nhìn thấy trời không? Ánh nắng rất tuyệt vời luôn. Mặc dù khí hậu thời điểm này đang là khoảng 5 độ C, nhưng mà Ngọc Anh rất là năng lượng để đứng đây để chia sẻ cùng mọi người, để cho mọi người cảm nhận thấy nha, đỉnh núi Phan Xi Păng đẹp như nào. Mây gió chập trùng các bạn nhá. Mây gió núi cây cối rất chập trùng luôn. Hiện tại những cái làn cây đang được gió thổi mát vào trong da mặt mình nha. Và đặc biệt rất tuyệt vời luôn là tôi được sống và chia sẻ cùng với các bạn nhá. Bao nhiêu anh chị bạn chưa tới Sapa, chưa tới Sapa thì hãy mau chóng nha, hãy nhanh chóng đăng ký kênh YouTube của anh để các bạn đừng ai chia sẻ cùng với các bạn nhá. Chia sẻ các bạn về những cảnh đẹp tuyệt vời tại Sapa nhá. À, các bạn hãy tới với Việt Nam, hãy tới với Sapa, hãy tới với đỉnh núi Phan Xi Păng nhá. Một trong đỉnh núi cao nhất tại Việt Nam, đỉnh núi cao tới 3.450 cây số, 50 km nhá. Các bạn sẽ được cảm nhận thấy những cảnh đẹp tuyệt vời tại Sapa. Ví dụ như cái video của tôi là các bạn hãy subscribe, hãy chia sẻ, hãy đăng ký kênh YouTube của anh để ngon anh chia sẻ cùng các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.